Kính thưa cộng đoàn phục vụ, khi chúng ta đi đường, thường ai trong chúng ta cũng muốn đi trên những con đường rộng rãi, thênh thang. Bởi vì những con đường đó làm cho chúng ta đi nhanh hơn, thoải mái hơn và ít bị đụng chạm, va quẹt. Và trong đời sống thì ai cũng muốn sống một đời sống thoải mái, sung túc, đầy đủ. Chứ không ai muốn sống một đời sống thiếu thốn, o hẹp, phải kiêng cái này, kiêng cái kia, tiết kiệm đủ thứ. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu lại đưa ra một lời nói trái ngược. Ngài mời gọi tất cả mỗi người chúng ta, anh em, hãy chiến đấu để vào cửa hẹp. Chúa Giêsu không nói hãy đi vào cửa hẹp, mà Chúa lại nói là phải chiến đấu để vào được cửa hẹp. Chúa Giêsu muốn nói gì khi Ngài lại mời gọi chúng ta đi vào cửa hẹp, chứ không phải đi vào cái cửa rộng mở thân thang? Thường ai cho chúng ta cũng muốn đi vào cửa rộng, chẳng ai muốn đi vào cửa hẹp. Nhưng ở đây Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta hãy đi vào cửa hẹp và phải chiến đấu. Chiến đấu ở đây mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó là chiến đấu với chính mình. Vì sao phải chiến đấu với chính mình? Bởi vì cái tôi của con người chúng ta muốn đi vào cửa rộng, thân thang, tiện nghi, thoải mái. Cho nên muốn dứt bỏ cái ý nghĩa, cái ý định mà mình đi vào cái cửa rộng rãi đó, phải chiến đấu, phải nỗ lực để làm sao đừng bao giờ để cho chúng ta có cái suy nghĩ đi vào cái cửa rộng rãi thân thang đó. Mà cái cửa rộng rãi thênh thang đó, đó là những cái con đường sẽ dẫn chúng ta vào cõi chết. Đó là những con đường mà làm cho chúng ta dễ đánh mất niềm tin, dễ đánh mất chính mình, dễ phá vỡ đi hạnh phúc trong gia đình của chúng ta. Bởi vì con người của chúng ta luôn luôn có những đòi hỏi, thích điều này, thích điều kia, và cứ thế lao mình vào tìm kiếm những cái đam mê khoái lạc. Và chúng ta nhiều khi cho phép mình làm những cái điều đó, bởi vì mình sống thì mình phải đáng được hưởng. Tội gì mà phải kiêng điều này, kiêng điều kia? Sống thì phải hưởng thụ. Và chính những cái hưởng thụ đó lại là cái làm cho chúng ta mất đi chính mình không hay. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải chiến đấu chính con người của mỗi người chúng ta trước khi chúng ta quyết định làm một điều gì đó, chọn lựa một điều gì đó. Bởi vì chúng ta luôn luôn đứng ở ngay ngã ba đường, tôi nên đi vào cửa hẹp hay là đi vào cửa rộng thênh thang này? Tôi chấp nhận cái con đường hy sinh cực khổ để làm cho con người của mình nên đạo đức tốt lành thánh thiện, hay là tôi sống lười biếng, sống thoải mái, muốn làm gì thì làm, miễn sao thấy mình vui, mình thoải mái là được. Và chúng ta sẽ trả giá cho cái quyết định, cái lựa chọn trong cách sống của chúng ta. Điểm thứ hai chúng ta phải chiến đấu, đó là chiến đấu với những ngoại cảnh, những cám dỗ của xã hội. Biết bao nhiêu những người xung quanh chúng ta, biết bao nhiêu những thứ vui trong cuộc đời này luôn luôn cám dỗ, mê hoặc chúng ta, để kéo chúng ta đi vào những con đường rộng rãi thênh thang đó, để rồi nó vùi dập chúng ta, nó giết chết chúng ta bằng chính những cái đam mê hấp dẫn của nó. Biết bao nhiêu người đã phải trả giá vì muốn đổi đời,
muốn nhà mình được giàu có, đã bất chấp sinh mạng của người khác để buôn bán những thứ vật chất gây nghiện, để buôn bán những thứ thực phẩm mà nó không vệ sinh, vân vân và vân vân. Và tất cả những con người đó, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng họ đã phải trả giá cho chính con người của họ. Họ không còn một cái nhân bản, một cái tình yêu của con người đối với con người nữa. Và họ cũng không sợ là sẽ làm điều này sẽ gây tổn hại đến thân xác con người. Bất chấp tất cả để có được thứ mình cần, sẵn sàng đi vào những con đường rộng rãi thênh thang như thế. Và biết bao nhiêu gia đình cũng vậy, đổ vỡ cũng chỉ vì những đam mê bất chính, chỉ vì những cái thứ vui của cuộc đời, và rồi làm cho chúng ta quên mất đi những bổn phận chính yếu của một người vợ, một người chồng trong gia đình. Thay vì chúng ta phải đổ sức ra, đổ công ra để xây dựng và bảo vệ cái hạnh phúc cho gia đình của mình, thì chúng ta lại nghĩ rằng có nhiều tiền thì nhà mình mới được hạnh phúc, có được cái này thì vợ mình, chồng mình mới vui, con cái của mình mới được đầm ấm. Nhưng khi chúng ta quên mất rằng chúng ta đã phải trả giá rất đắt, bởi vì khi có những cái đó rồi, gia đình lại bắt đầu đổ vỡ. Bởi vì vợ chồng không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa, bố mẹ không còn dành nhiều thời gian để dạy dỗ giáo dục con cái cho nên người, mà lao đầu vào tìm kiếm của cải vật chất, tìm kiếm những cái đam mê khoái lạc. Và thế là chính chúng ta đã bị lao vào trong những cái cửa rộng thân thang đó mà đánh mất đi cả gia đình của chúng ta. Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy chiến đấu để vào cửa hẹp. Cửa hẹp của Chúa ở đây đó chính là tình yêu mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy noi gương Chúa. Chúa nói với chúng ta, anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Vậy thì người làm vợ, làm chồng trong gia đình, chúng ta muốn đi vào cửa hẹp của Chúa thì phải sống cái điều này. Phải yêu vợ, yêu chồng của mình như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Mà yêu như Chúa yêu là như thế nào, thưa quý ông bà, anh chị em? Thưa, đó là sẵn sàng chết vì chúng ta, vì hạnh phúc của chúng ta. Cho nên đi vào cửa hẹp trong tình yêu hôn nhân gia đình, làm sao chúng ta phải đáp trả lại một tình yêu để sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì người mình yêu. Chúng ta có dám hy sinh một cái đam mê nào đó vì vợ, vì chồng của mình không? Hay là đó là cái sở thích của mình rồi, và chúng ta bắt vợ, bắt chồng phải hy sinh để mà chịu đựng chúng ta vì cái sở thích đó? Chồng có sở thích là uống rượu, uống bia, thế là cứ bắt vợ phải đi làm đồ nhậu cho mình để thiết đãi bạn bè ăn nhậu say sưa. Ăn xong nằm ngủ lăn cần ra để vợ khổ sở dọn dẹp, còn chưa kể đánh đập vợ con nữa. Vậy nếu như chúng ta yêu thương vợ như Chúa yêu thì chúng ta sẽ làm gì đây? Phải hy sinh cái gì đấy để làm sao mang lại tình yêu của chúng ta cho người vợ, người chồng của mình? Nếu như người vợ có một cái đam mê bất chính nào đó, cờ bạc vân vân, làm phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình, thì chúng ta có vì cái hạnh phúc, vì tình yêu của gia đình mình mà chúng ta hy sinh đi một cái thứ vui nào đó trong gia đình của chúng ta không? Chẳng hạn như trong khi nhà mình đang thiếu thốn đủ thứ hết,
mà mình là cứ đi mua sắm tùm lum hết. Như vậy có phải là hy sinh vì tình yêu, vì hạnh phúc cho gia đình của mình không? Và đi vào cửa hẹp của Chúa, đó chính là Chúa mời gọi chúng ta phải phục vụ như chính Chúa đã phục vụ. Chúa đã cúi xuống để rửa chân cho các tông đồ. Anh em hãy rửa chân cho nhau như chính Thầy đã rửa chân cho anh em. Làm sao để có được cái tinh thần phục vụ Chúa trong gia đình của chúng ta, để giữ được cái ngọn lửa yêu thương ấm áp trong gia đình của mình, chứ không phải chúng ta phân chia công việc, việc này là vợ làm và việc kia là của chồng làm. Trong tình yêu nó không có ranh giới, và nhất là trong cái tinh thần phục vụ nó cũng không có sự phân chia. Điều quan trọng là chúng ta làm với tất cả tình yêu thương của chúng ta. Nhưng điều quan trọng hơn hết mà Chúa muốn chúng ta đi vào cửa hẹp, đó chính là phải làm cho mỗi người chúng ta ngày mỗi ngày nên trọn lành như Cha trên trời là đấng trọn lành. Chúa không cấm chúng ta có được một cuộc sống sung túc đầy đủ, nhưng phải luôn cân bằng giữa hai đời sống của chúng ta, giữa đời sống vật chất và đời sống thiêng liêng. Đừng để cho đời sống vật chất nó lấn át cái đời sống thiêng liêng, để rồi làm cho con người của chúng ta bị ảo tưởng, cứ nghĩ rằng vật chất nó có thể thỏa lấp được, nó làm cho mình được hạnh phúc, được bình an. Thưa không đó quý ông bà anh chị em, nếu như chúng ta chỉnh mạng trong đời sống thiêng liêng, chúng ta sẽ bị đời sống vật chất nó vùi dập. Cho nên đi vào cửa hẹp có nghĩa là làm sao phải uốn nắn con người của chúng ta, đừng để cho nó xa đà, đừng để cho nó vượt qua cái ranh giới để làm cho chúng ta bị mê hoặc, để rồi chúng ta bị làm nô lệ cho những cái thứ vật chất của trần gian này. Biết bao nhiêu người bị bao nhiêu thứ mê hoặc ngày hôm nay, ngay cả những người lớn cũng bị mê hoặc internet, mê hoặc game, mê hoặc thứ này thứ kia, đủ mọi thứ hết. Những cái điều cốt yếu chúng ta cần phải quan tâm đó chính là làm sao để cho cuộc đời của mình được đạo đức tốt lành, thánh thiện hơn. Bởi vì nếu như chúng ta không cố gắng chiến đấu để làm cho mình được đạo đức tốt lành hơn, thì chúng ta sẽ không thể nào đủ sức để mà chiến đấu với những cám dỗ, với những đam mê của xã hội, của vật chất, của con người chúng ta. Nó sẽ làm cho chúng ta kiệt quệ, nó sẽ làm cho chúng ta bị mê hoặc, để rồi chúng ta đắm chìm trong những cái đam mê xấu xa đó. Cho nên qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy chiến đấu để vào được cửa hẹp. Chúa muốn tất cả mỗi người chúng ta có được nước thiên đàng. Nhưng để có được nước thiên đàng của Chúa, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải chiến đấu, chiến đấu hết sức mình của chúng ta, chiến đấu với con người của mình, và chiến đấu với tất cả những cái đam mê cám dỗ của thế giới, của xã hội, đang muốn làm phá vỡ con người chúng ta, đang muốn hủy hoại cái hạnh phúc gia đình, tình yêu của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn cho chúng ta có được nước Chúa, có được nước thiên đàng, thì hãy mỗi ngày chiến đấu để vào cửa hẹp. Hãy làm sao sống giới luật yêu thương của Chúa, sống tinh thần phục vụ như Chúa, và hãy trở nên trọn lành như Cha trên trời là đấng trọn lành. Có như vậy chúng ta mới là người đang diễn tả, đang sống, mang lại tình yêu và hạnh phúc cho gia đình của chúng ta. Và có như vậy thì gia đình chúng ta mới đang cố gắng đi vào cửa hẹp, để ngày mỗi ngày chúng ta đang giúp cho gia đình của chúng ta nên thánh, giúp gia đình của chúng ta có được nước trời. Xin Chúa Giêsu ở mãi nơi mỗi người chúng ta và giúp chúng ta ý thức những điều đó
để luôn luôn chọn lựa đi vào cửa hẹp. Đó chính là điều Chúa ước mong cho mỗi người.